trên tay tôi là một hộp trứng cá hồi. Hãy sử dụng chất liệu này trong 10 phút thể hiện cho chúng tôi thấy kỹ năng của các bạn, khả năng sáng tạo của các bạn. Thưa quý vị, đề bài đưa ra các bạn sẽ có 3 phút để chúng ta đến với việc xử lý và trang điểm bằng trứng cá hồi trên khuôn mặt của những người mẫu. Các bạn sẽ có 2 phút để quay lại video này cho ban giám khảo của chúng ta theo dõi. Và dựa vào sự sáng tạo của các bạn, ban giám khảo của chúng tôi sẽ đưa ra quyết định ai là quán quân của lĩnh vực Beauty Icon. Ba, hai, một, hết giờ. Ngọc Mai thân mến, đầu tiên thì bạn thuyết trình cho chúng tôi biết về cái layout makeup của bạn. Em xin chào ban giám khảo và xin chào tất cả quý vị khán giả. Layout makeup của em thì em đặt tên là phá kén ạ. Một nửa, như mọi người có thể thấy là một nửa mặt của bạn mẫu là không có màu sắc, cũng giống như là em của trước đây, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, không dám đứng lên thể hiện bản thân. Và một nửa mặt còn lại của bạn mẫu thì là một cánh bướm rực rỡ, thì cũng là đại diện cho em của bây giờ. Em dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, em dám tham gia Fresh Up 2022 by TikTok và đứng ở sân khấu này ngày hôm nay. Và nếu mà lúc nãy ai có thấy em ngoài thảm đỏ thì em có tạo dáng hơi còn quại là bởi vì lần đầu tiên em được mặc đầm dạ hội ạ, mọi người thông cảm giùm em ạ. Và cũng là lần thứ hai em được đứng trên thảm đỏ là cũng nhờ TikTok Fast Shop ạ. Vâng, và qua đây thì em muốn truyền tải một thông điệp, đó là dù bạn là ai, dù bạn ở đâu thì hãy cháy hết mình với đam mê của mình. Và bởi vì bạn là độc bản, bạn là duy nhất, và mai làm được thì bạn cũng thế. Em xin hết ạ. Chị ơi, biến hình cho em bằng cái này đi, em liền muốn này lắm. Mình chỉ là một người đến sau. Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Kẻ sĩ tình này cho nó phía sau cầm nhớ mong em về. Và quán quân của Beauty Icon Fast Shop 2022 by TikTok chính là quán quân. Và tương ứng với Á quân Lê Minh cùng với Hương Giang, xin mời chị Trần IP, Marketing Manager TikTok Việt Nam cùng với host Nam Trung lên sân khấu trao giải thưởng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng tìm ra được các quán quân ở 4 lĩnh vực của ngày hôm nay cùng với các Á quân, và đó là những kết quả xứng đáng cho những sự tâm huyết và nỗ lực của các bạn trong một hành trình dài và cả một con đường phía trước.